Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Và trong video hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn cách để tải những cái tệp tin mà mình hay để ở dưới phần mô tả của video nhá. Nếu bạn nào đã biết rồi thì vào like và sub cho mình một cái là được rồi. Tất nhiên là theo dõi video cho vui cũng được. Ok, thôi cùng mình bắt đầu nào. Đầu tiên thì bạn cần phải vào cái video mà bạn muốn tải đã. Đấy, bây giờ mình sẽ quay trở về kênh của Siêu Thủ Thuật nhá, để chúng ta chọn video chúng ta muốn tải. Mình thấy đang có rất nhiều bạn không tải được cái tệp tin ở cái gọi là Hack Plan vs Zombie. Ok, mình sẽ gõ vào đây để mình xem nhá. Không biết là cái video của mình nó đang nằm ở top thứ bao nhiêu của YouTube nữa. Thì mình sẽ gõ thử luôn. Ok. Rồi, không thấy video của mình chui ở đâu. Ê, đây. Siêu Thủ Thuật đây rồi mọi người ạ. Và đứng đầu quái vật game, ok. Chọn vào. Mô tả ở đây mọi người nhá. Và link tệp của chúng ta đây. Link nó đang hiện lên là màu xanh đây mọi người này. Nhấn vào. Mở bằng Samsung Internet này. Ok. Như các bạn nhìn thấy ở đây, sau khi mình mở bằng Samsung Internet thì mình có cái mũi tên tải về nằm ngay dưới đây. Đấy, như mọi người nhìn thấy nhá. Mọi người chỉ cần nhấn vào đây để tải thôi, chứ đừng nhấn vào hai cái tệp tin này. Hai tệp này không có tải được, tại vì nó là hai cái tệp tin nằm ở trong cái tệp zip này của mình. Mình nén tất cả lại trong một cái tệp nén, vì thế mọi người là không thể nào nhấn vào từng cái một để tải về. Có rất nhiều bạn là cứ cố gắng nhấn vào hai cái tệp này tải về, thành ra là đâu có tải đâu. Nhưng các bạn nhấn cho mình vào cái mũi tên này là các bạn sẽ tải được về cả cái tệp nén này nhá. Còn bây giờ đối với những bạn dùng Chrome thì sao? Giờ mình cũng thử cho xem những bạn dùng Chrome luôn. Và các bạn lưu ý này, nếu như bạn nào mà không thể nhấn vào cái đường link ở phía dưới này được thì mình chỉ các bạn như sau: các bạn nhấn vào phần chia sẻ. Các bạn chọn cho mình là sao chép liên kết. Rồi, chúng ta quay sang Chrome và paste nó vào đấy. Đây, Chrome của mình đang là giao diện mới nhá. Bạn nào mà chưa làm được thì tìm ngay lại các cái clip cũ của Siêu Thủ Thuật đã hướng dẫn cho các bạn rồi, làm một phát là đẹp như thế này luôn. Úi dồi ôi, còn đang ngồi TikTok mọi người. Đấy, thì bây giờ sau khi mà mình đã dán vào trong Chrome xong thì mình sẽ có thể ấn vào đây mở mô tả ra. Link của mình đây đúng không? Nhấn vào. Ok. Như các bạn thấy thì nếu như mình dùng Chrome ấy, nhấn một phát là mình còn mở được luôn cơ. Mình tự động tải về luôn, không cần phải lên trang của Google để tải nữa. Thế thì không biết là các bạn còn đang vướng mắc ở chỗ nào trong quá trình tải những cái tệp tin từ phần mô tả của video về, thì các bạn comment cho mình biết nhá. Tại vì mình thấy cũng nhiều bạn cũng nhắn tin cho mình là: anh ơi em không tải về được này, anh ơi em tải hai tệp tin này không thành công, vân vân. Có rất là nhiều thứ nhưng các bạn không mô tả kỹ càng, không mô tả rõ thì mình không thể nào hỗ trợ các bạn fix được. Bắt buộc là mình phải hỏi là các bạn là các bạn đang bị lỗi ở đâu đấy, hay là các bạn tải như thế nào mà lại bị lỗi chẳng hạn. Thì các bạn phải mô tả rõ ràng hơn cho mình mới có thể là giúp đỡ các bạn trong cái quá trình là tìm lỗi được. Còn video này của mình thì tất nhiên là chỉ kết thúc ở chỗ này thôi. Đấy, trong video này mình đã đưa ra hai vấn đề. Một là chỉ cho các bạn biết phần mô tả video nằm ở đâu, và phần cách thứ hai đó chính là mình sẽ chỉ cho các bạn xem là tải cái tệp tin ở phần mô tả như thế nào. Ok. Các bạn đừng quên like và sub cho kênh của Siêu Thủ Thuật nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.